Đèn vàng có ý nghĩa cảnh báo đèn tín hiệu chuẩn bị chuyển trạng thái sang đèn đỏ. Dưới quan điểm luôn tiếp thu và chỉnh sửa phù hợp với thực tế xã hội và thông lệ quốc tế, tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng. Nội dung này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người dân và các chuyên gia giao thông. Theo luật giao thông đường bộ hiện hành, tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng. Trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp đèn vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Tuy nhiên, trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội ngày 22 tháng 5 ở đợt 1 của kỳ họp thứ 7 quy định, khi có tín hiệu đèn vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Với quan điểm luôn tiếp thu và chỉnh sửa phù hợp với thực tế xã hội và thông lệ quốc tế, trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông mới đây nhất, nội dung buộc người tham gia giao thông phải dừng trước vạch khi có đèn vàng đã được thay thế theo hướng kế thừa những nguyên tắc vốn có hiện nay, đó là được phép đi tiếp nếu đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, nhưng phải giảm tốc độ và chú ý quan sát. Theo quy luật tổ chức đèn tín hiệu, đèn vàng không chỉ là dự lệnh, đèn cảnh báo, mà đó còn là thời gian để những phương tiện đang ở tâm nút giao có thời gian thoát ra khỏi nút khi các dòng phương tiện khác bắt đầu di chuyển ở pha đèn xanh. Khoảng thời gian này giúp nút giao thông thoáng và thường kéo dài từ 3 đến 5 giây, tùy vào lưu lượng phương tiện và tốc độ di chuyển cho phép trên tuyến. Còn nếu người ta đã gần và dừng quá mà làm sao bật đèn vàng lên, làm sao người ta phanh được? Chúng ta hình dung là như thế. Đấy là vấn đề mấu chốt để đảm bảo an toàn giao thông. Và chúng ta tưởng tượng là gì? Khi mà có bố trí đèn vàng để các ô tô đang dòng, đang chạy đèn xanh, người ta có thể kịp phanh lại ở trước và dừng. Thì chính cái thời gian đèn vàng đó để các ô tô ở cái hướng khác ở trong nút được thoát ra khỏi nút, các ô tô trong nút để thoát ra, và như vậy thời gian đèn vàng chính là thời gian để làm sạch nút, làm sạch nút, và như vậy ô tô khi mà bắt đầu đến chuyển màu xanh thì người ta chạy vào ở trong nút là hoàn toàn không có một phương tiện gì, và như vậy chạy vào rất là an toàn. Chúng ta hình dung như thế. Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy về bản chất của chúng giao thông như thế. Các chuyên gia cũng cho rằng việc chỉnh sửa quy định về tín hiệu giao thông lần này đã phù hợp hơn với thực tế xã hội và thông lệ tổ chức giao thông của thế giới.